Hi, xin chào các bạn đến với kênh của Nguyễn Cần Giờ nha. Hôm nay là mình đi đi theo chân mọi người đi dân người ta đi bắt nghêu á cả nhà, đi thu hoạch nghêu á. Đây người ta thu hoạch nghêu nè. Đó quá trời không? đó đi thu hoạch nghêu. Rồi mình cầm cái xô theo kiếm ốc mỡ là bắt ốc mỡ luôn. Đó. Chứ này đi theo mọi người dân đi bắt bắt nghêu. Mình đi mình cầm cái xô theo kiếm ốc mỡ bắt mà đi sáng giờ không có ốc mỡ nào đó. Đó. Bây giờ bắt nghêu quá trời thấy không? Bắt bằng tay á hả? Xấu lắm đừng quay. Bắt bằng tay hả? Bắt tay với bắt giỡn đâu cho. À. Giỡn gì không à? Cho trâu vậy nó cho vô này chọc vết vậy đó. Ừ. Có khi dính nó mở không? Hả? Có khi dính nó mở không? Có chứ. Nó bỏ rồi bỏ hết à. À kỳ vậy? Bỏ rồi vô cổng lửa. À. Đủ cái sàn lại. À. Rồi những con nghêu nhỏ tôi thả lại rồi bắt luôn. Ừ, nó vỗ sàn nó lấy nghêu nhỏ. À, cái dập vậy đó, cái trầu lên. Kiểu có bằng sắt lên nó sàn lại á. À. Cái chỉ sắt á. Coi như là nghêu 40 sàn lại. Nghêu lớn nghêu nhỏ vậy trời sàn ra ha. Ừ, nó lựa mấy nghêu bự vậy, thành ăn được rồi, nó bán chậu món tiền. À, còn cái nhỏ thì thả lại. Nhỏ thì thả lại. Ờ. Nhỏ gì sao bạn? Ừ. Nhỏ mà ăn gì? Lựa mấy nghêu này ăn được rồi. Ừ. Đó, bây giờ lòi nghêu nhỏ. Có người đi bắt vậy đó, hay dập vậy ta. Hút xô rồi cho mau á. À. Hút xô mình lưới ấy, lưới 4 phần á, à. Lột hết. Này quá ha. Lưới gì vậy? Dạ. 4 phần lột hết, lột kêu cô. Thấy mấy cái người có hai cái cây nó cào cào á là khác nữa hả? Cào kêu thưa. À. Thưa mình cào thì cào thì nổi. À, ít nữa ha. Ờ, ít thưa. Bọn này mình bắt người nữa mấy trăm ký không? À. Cái này tôi thuê mình làm ngày công bao nhiêu tiền vậy đó hay sao? Nhầm khi nghêu ít nghêu nhiều, nhầm khi nghêu mướn đội giá thấp, nếu mướn thì cỡ 4.000 ký với mình. 4.000 ký? Mấy người bắt giỏi cũng là 5-6 xị à. Vậy giỏ thì 3 xị, 2 xị. Chứ là chứ không phải là 6 xị, 7 xị vậy. Chứ không phải là bắt theo khối lượng hả? Ừ. Bắt theo ngày hả? Mình bắt là lượng nhiều ăn nhiều quá hết tương ít nè. Ừ. Bắt xô lên trên kia tính. Ừ. Hay quá ha. Tính kiểu 4.000 ký không? À. Kiểu mình bắt nhiều tính nhiều à, 100 ký thì 100 ký thì 40-100 ngàn. 40 ngàn. Ừ. Mình bắt giỏi thì quá trời, trời luôn rồi, quá trời rồi cả nhà. Bắt giỏi thì 160 ký. Bắt giỏi thì 150-160 ký rồi thấy 600 ngàn rồi. 600 ngàn rồi. Bắt giỏ thì 70 chục. Quê vậy đâu biết ốc mỡ hả? Đi đại vậy chứ. Chụp vô người thấy nổi lên biết chứ. À. Có đã nổi lên hả? Ờ với mình nghe mình hốt vậy. Ừ. Mở le lưỡi mình biết. Nhớ nhớ ha. Gì mình không biết nữa. Hốt lẹ quá đâu biết. À. À chứ dập dầu dầu vậy cho cát nó trồi lên hả? Ừ. À, có cái thế không ha? Thì thế luôn. Bên này bắt là một xô rồi nè, một đống rồi nè. À, cái bỏ vô đó con nào mà nhỏ thì nó ra ngoài, còn bự thì nằm lại. Đó. Coi. À, có 4 phân á. 4 phân. Ờ, nó lấy cái bự không à. Ừ. Đó, như tội tội vậy. Này ông mở nè. Ừ. Có mà nó đã nó có mà đâu thành phố thành phố quận mấy em Thủ Đức có em ở đây đón cái nhà cửa đón đó. Ừ. em cho nhà vợ em bên này, nhà em ở gia đình bên này hả, nhà bên vợ em ở đây bên giờ hả? Dạ ông mở nữa nha. Đi bên giờ cái chỗ cũng chưa biết đâu. Dạ em nhà trong vườn nè, trong nào trồng cải á. Giờ tôi tưởng ông ba lùng vợ chồng nó mà đâu không chứ tụi con á. Yeah. Nhiều quá cái mà chồng lùng em nói nhìn lầm rồi. Yeah. Rồi vậy là đang sổ nó cho con bộ nhỏ rất ngoài đó hả? Ừ vậy á, làm vậy mau chứ lựa tụi con biết nào đúng không, rất là lựa tụi con biết nào. Ừ, thế không ha. Rồi nhỏ này lọt ra.
đâu có tràn hết. Ra chờ ha. Vậy là mỗi một người là có riêng mọi người vậy đó. Riêng rồi vô trong kia là tự thử. Đàn lại nữa. Của hai cân là... vô căn là tự động căn nó báo luôn bị biết mặt hết á. Mình rất là thường xuyên biết. Như vậy là những con tính con bự hay con nhỏ thì họ là vẫn trả lại đúng không? Không tính tí đúng không? Đều kia không? Mấy cái gần mấy chục ký rồi đó, 50-60 rồi đó. Nãy giờ 100 ký rồi. 100 rồi hả? 2 bao rồi không biết nhiêu rồi. 2 bao rồi 100 ký mà vô trong kia là còn là bao nhiêu ký chưa biết nữa đúng không? 140 ký đầy bao rồi, 140 á, thì giờ tính 100 ký rồi. 140 còn khoảng 100, 100 rồi. Bao này này trống luôn rồi. Cái bao tấn nè, bỏ vô này thì trống luôn. Ví dụ như cái này mình đem lên kia rồi cái là trong kia người ta cân lại, người ta sàng ra, đầu tiên người ta sàng sàng ra xong rồi người ta cân lại con nào mà lọt ra thì người ta không tính tới ký với mình. Đúng rồi, cái lột nó nằm về trong cái bộ nó tính mình, nó tính tên cái dừng thôi. Cái sàng thôi. Rồi hiểu rồi, vậy thì tên nó sàng nó dừng thành ra mình bắt khoảng 200 ký còn phải chừng 120-130. Đúng rồi, cái đó. Qua bán được 16 còn mấy bữa trước 200 mấy. 200 mấy cũng được 800-900 ngàn ha. Đúng rồi. Vậy nay công nhiều quá. Nhiều công quá trời người. Công có mấy người, 15, 20 người, đây có 30, mấy công. Đó chính kia là cao. Mấy người nếu chập vỏ nó cao. Mấy người chập dỗi rồi mình cào đâu có bằng chập đâu. Chập rồi quơ, chập cái như khác. Coi như là nó gơ mới lên. Quơ lẹ. Cái này cũng ngồi với mấy con gai cũng mệt đó mà. Chập có quen không anh? Chúng mình tập thấy dục vậy á. Mới tập khỏe đó bộ. Quỷ quải vậy. Bắt quen á. Bắt cái này về khỏe đó mà. Khỏe rồi đúng rồi. Khỏe lắm á. Bắt còn khỏe mồ hôi rồi hám rồi la chứ bộ. Giống như là khỏi tập thể dục. Mới tập thể dục chạy ghê không? Cái đạp chạy. Sáng là tập mang chạy chạy. Ở dưới Hòn Ngọc Phương Nam đó chắc có hào ha. Chưa khó lấy đồ cái độc hại chắc có đó. Hào chắc nhỏ nhỏ. Bự người ta đục hết rồi, dễ rồi còn. Đục có bán. Cái bãi này chắc mới bắt là một hai lần thôi đúng không? Bãi này là bãi hào này. Bãi này mới bắt được con nước đổi với nước này. Vậy bắt hai nước hình như mới nhiều vậy rồi đúng không? Bắt hai nước. Như là đại bắt với hút máy không mấy hồi hút máy một hai nước là xong rồi. Thưa kêu quá. Thưa kêu lấy cây cào. Thấy một có cây kéo vậy nè, nó vô. Kéo kêu thưa chứ kêu bự kêu vậy vô hình kéo. Hôm nay mấy cái mánh bạc không còn nữa, bắt ông mở mà không có con nào á. Là mánh ghê. Giờ lụi cái te ông chơi điện không mà lấy gì còn. Chết từ ở bên Cần Giờ với bên Tân Tỉnh Long An ở xuống á. Nó kéo ba cái te điện á. Không à. Gì nổi. Cái điện chục chí là đủ chục á. Ông thấy tôm ở Cần Giờ bên Đồng Hòa nó bán không? Cái bội ghê tầm ký tầm mấy ký dung lên. Con. Rồi. Em 41 rồi anh. Cái con này là con người ta mới gì cho nên không bắt được nha cả nhà. Con mỏ này là không bắt được. Hôm nay đi ra đây con nhìn lóc rồi đó. Thì thợ không? Cái hai chuyên nghiệp nhiều nghiệp ha. Có giật hay không gọi bài ổng. Ông hay quá trời kìa, ông làm nhiều cái giò. Gọi là giống là nhiều giò lấy tiền vậy rồi. Đắp về mấy người đúc dở thì nó tự đúng chứ rồi. Tự dở thì tự rồi. Yếu rồi sao chống nổi.
đi học cũng vậy vậy. Cái chân nhịp liên tục, cái tay hốt. Sẵn luôn hả? Cảm thấy là được cái này thì cứ lựa luôn hả? Khỏi lên trên không phải lựa lại ha. Người dân đi rất y bắp nghêu đồng đen nhiều lắm, dưới kia nữa kìa, có như cái hội vậy đó. Ừ. Trời ông mở này rồi, có con quá nè, đi lên con người ta cào như này nha, đi lên người ta cào rồi cho mánh bạc rồi nha, lại ông mở ông nha. Đúng không, bỏ luôn nha, nhưng mà nhỏ xíu à. Đúng không, bỏ luôn. Bánh bạc nhỏ xíu luôn mà ốc bỏ nhỏ xíu à. Đã đi về với mẹ đi, về với thiên nhiên nha. Tự đi ra chung bơi không đi đâu. Nó lo thấy bánh bạc đứng có. Nhà chú đi bắt ốc mỡ mà thấy bắt kêu đi xem luôn coi, thấy bà kia nhịp giò bắt quá trời chú. À lớn rồi à, yếu giò cắn yếu à, chứ là có sức khỏe xuống cặp còn yếu yếu lên đây ngồi bắt như này. Cào đụng rồi nó lên lên liền vậy ha, có khi là cào vú mỡ không dính chứ hả? Cũng có nữa mà. Ít đúng không, đa số người ta bắt chứ không, có mánh ta biết mánh dạ. Còn mình cầu cầu nghiêu mà dính thì bắt không à. Bắt cứ cái ngón tay cho chắc tươi dần kìa à. Nước biển mà biển. Dữ lắm. Cái ngày cũng được cả trăm ký không chú? Có được hơn. Ừ. Tiền cái bữa trăm mấy. Tiền cái bữa lấy lượng nhiều lượng ít á. À. Cái nào nghêu ta yêu cầu bắt nhiều là đi bắt nhiều. Ví dụ bữa nay nhiều nhiều ta kêu nhiều bắt nhiều còn ít thì ta kêu gom sớm thì ít. Ừ. Nói vậy bắt khoảng chừng 10 giờ 9 10 giờ cái tôi nghỉ là đi kéo lên nghỉ được nhiêu được đúng không? Được rất nhiều, được nhiều ít thì được ít. Hôm nay ốc mở chứ không thấy là sao, con đi vòng vòng sáng giờ có mấy con. Còn nhỏ nhỏ luôn. Mà nó không làm mánh nữa, ít làm mánh nữa. Mánh tự
gió á. Dạ. Chứ mình cứ nghĩ là lúc nào nước chạy là có không phải ha. Cứ nghĩ nước chạy là có, sáng là cầm xô ra như thiệt vậy đó. Cầm xô ra bắt. Tịnh quay một cái clip đi bắt ống mỡ. Nhưng mà tình hình đi xem bắt nghêu luôn rồi. Cô cũng được một đống rồi nè. Ốc mỡ là nó có đưa mắm, biết mắm nó bắt được. Dạ. Con không biết có bánh bạc không, có bánh đùng không biết. Đùng nó đùng lên, bắt gì đâu. Này không biết. Dễ bắt hả? Bà ăn thì màu vàng. Dạ. Thế ông bắt trong cái lưới hay quá. Bắt nhiều quá. Dập hai cái chân là bắt à. Để hốt vô rồi là bỏ lưới sạc. Dạ. Này không có lưới gì bắt vậy. Với cái chân yếu rồi không có chặt nổi. Dạ. Cáo rồi. Không đâu. Nó trẻ trẻ thì chậm chậm được chứ lớn tuổi chậm nhỏ chậm. Dạ. Sáu mấy rồi làm sao lại bọn trẻ được. Dạ. Trẻ nó đã nó có mấy 30 tuổi mà mình 6 rồi còn nữa. Giờ mới lại cô này cứ đọc dần dần là nghe mới chào lên kìa. Gọi là cái kêu để bắt nhiêu. Tiếng nó chào lên đã ha. Chào nhiều. Hồi nãy người kia là đi dập đùi, còn đi dập, đi cào. Đi cào đã bắt thành công một. Đây. Bơm nổ. Hồi nãy bên kia là người ta đi dập, còn đi cào. Cái cào là nhiêu thưa hả chú hả hay là cào sao? Thưa mới cào hay hay là sao chú? Thưa mới cào. Dài đâu có cào. Thế mà kia nó dọc cái đùi hay quá. Nó nhịp 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 lụm mà. Nó còn nước, cái này dốc nước rồi. Dạ. Tụng riêng. Cái này vừa có sẵn sàng lắm chị. Sao lại cái con này con ngao hay gì mà đẹp quá trời đẹp luôn nha. Wow. Đẹp chưa? Đẹp như giống con heo. Con heo nó có màu trắng đen. Con heo có màu trắng đen. Con heo bự hơn chút. Màu đẹp nữa. Sặc sỡ. Con này con nghe.
ngao chứ ha. Dạ. Ngao còn giờ. Có gì ngon bằng con ngao còn giờ nữa đây. Uống nu mọc lù. Con này có giá con nhiêu chứ hả? Nó tới 100 ngàn ký. À. Bây giờ 100 ngàn ký mình bán có mấy cái. Giờ nó ngon con nhiêu rồi. Ngon hơn. Quá đẹp. Hồi nãy con đi bắt vòng 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 mấy con. Con thủ vô đống cho đống nhiều con kìa luôn. Mùa này không có ha. Yếu không mở yếu không? Mùa này yếu. Tổng rồi ngồi lựa phân loại ra. Không bỏ cái gỗ mình xài nhỏ lẹ chứ hả? Con lưới á. Cũng là một kiểu bắt nè cả nhà. Trên cạn. Trên cạn. Cái này sát mí bờ luôn à. Còn kia đâu là sao kia này. Cái này mình cũng luôn luôn nuôi luôn hả? Cái này ở ngoài hả? Giống như không phải cho máy nuôi hả? À, nuôi ngoài kia. Còn mình nhanh là bắt thoải mái hả? À, đi mót hả? Hay sao gọi là cho ta? À. Cái khu mình ít thấy con xà lông anh ha. Xà lông ngoài sông hết rồi. Vô sông hả? Chỉ vậy. À. Có mấy con ngao bự ghê chưa? Con này chết chưa hay như chưa chết không rồi? Chết rồi. À, chết. Chết rồi. Đóng mình được mấy ký ha? 5-7 ký vậy bộ. Ngon. Đó bự á. Cái mà nó sóc vô nó dở lên là biết có con bự trong đó. Ở mình không thấy ông móng tay nhiều, nó lâu lâu được con. À, muốn chạy bắt có đâu nhiều. Xin phép cả nhà này mình giải cứu một con cúng nữa cả nhà. Cúng nó nằm dính đây nè cả nhà. Giải cứu nó. Hy vọng là giải cứu thành công nha.
Rồi thôi mình dạy trẻ cuốn này, em cuốn là xong nha cả nhà. Đó, tự do rồi, tự do mà đi đi. Thì còn con nào nữa không? Đây còn con mượn hồn nữa nè. Con mượn hồn nè, nó còn dễ cứu. Con còn dễ cứu nữa không? Tôi đi nha. Rồi, tôi hết rồi. Mình đem con này lên chỗ gần chỗ hang đá mình thả nó đi. Chứ chỗ này nó dính này nữa đó. Mình đem hang đá mình tạm thời gỡ nó lòng đây đi. Chút nữa mình ra chỗ hang đá nhiều mình thả nó đi nha. Xin kết thúc clip nữa nha. Rồi. Có ở nhà. Cả nhà ơi, có hay thì cho mình một like và đăng ký nha cả nhà. Rồi mình xin kết thúc clip ở đây nha. Rồi một con chiến nghi có ốc mỡ của mình này không thành công nha. Đi xem gọi là đi xem người dân đi bắt nghêu thôi. Cái ốc mỡ mình bắt con con mình cũng thả luôn rồi. Coi cái vỏ mình cầm nó sao không dài. Rồi, tạm biệt cả nhà nha. Tạm biệt cả nhà mọi người nha. Tạm biệt anh ơi. Bye bye anh.